Chào các bạn có nhớ mình là ai không? Mình là Julie nè, là MC của chương trình Đố Vui của công ty Tân Đại Dương. Hôm nay rất vui là được gặp các bạn trong chương trình giải đáp câu hỏi Đố Vui kỳ này nha. Lần trước là mình có hỏi các bạn cái câu hỏi là con mèo đầu giống con mèo, tai giống con mèo, chân giống con mèo nhưng không phải con mèo, như vậy là con gì? Các bạn có tìm được câu trả lời chưa? Với mình á, thì mình theo mình suy nghĩ á, thì giải đáp cái câu trả lời này như sau. Đó